Dưới đây là một số mẹo, cách giải đen mà ông cha hay áp dụng để xua đuổi những nguồn năng lượng tiêu cực cứ lẩn vẩn kế bên chấm một. Dùng muối. Dân gian Việt Nam có câu, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Theo quan niệm của người xưa, muối mặn có thể xua đuổi tà ma, đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Tục sắm muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các quan hệ khiến cho ăn như vị đậm đà của muối. Người Việt thường hay rắc muối biển ở từng phòng và trước cửa nhà để xua tà khí, đón vận may. Không chỉ riêng ở nước ta mà rộng rãi nền văn hóa trên thế giới đều coi muối là điềm lành. Để thoát khỏi các vận xui, bạn có thể cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình bạn có thể thanh lọc cơ thể bằng phương pháp tắm nước muối. Đơn thuần chỉ buộc phải thêm hai muỗng canh muối vào nước tắm ấm. Chưa biết rằng có hiệu nghiệm thật coi nhưng ít nhất da rẻ của bạn sẽ sạch sẽ mà nhờ đó tinh thần sảng khoái hơn chấm 2. Hóa giải gương vỡ từ xa xưa, vỡ gương được coi là rất độc. Khi vô tình làm vỡ gương, bạn không nên vứt các mảnh gương vỡ vào thủ rác. Sau khi thu dọn kỹ càng để tránh những mảnh vỡ gây bị thương cho người trong gia đình, bạn nên bọc tất cả vào một chiếc túi rồi đem đi chôn hoặc vứt xuống sông chấm ba. Thắp hương Đốt hương trầm là một cách hiệu quả để gia tăng may mắn và hóa giải năng lượng tiêu cực. Khi tinh thần đang tồi tệ, bạn có thể chọn đốt hương có mùi cay nồng như gỗ đàn hương hoặc hoa nhài. Và khi thắp hương cho thần Phật, gia tiên, bạn nên thắp số lẻ chứ không phải là số chẵn. Nếu bạn đang gặp xui trong cuộc sống cá nhân, đốt hương tại nhà. Còn nếu bạn đang gặp vấn đề về công việc, hãy thắp hương trong văn phòng của bạn chấm 4. Mua đá phong thủy, những loại đá khác nhau gắn liền với một truyền thuyết khác nhau và mang lại những điều tuyệt vời cũng chẳng hề giống nhau. Bài trí đá phong thủy tại phòng làm việc, nhà ở hay luôn mang theo bên người đều giúp bạn chống đỡ lại các nguồn năng lượng xấu. Đá thạch anh sẽ gia tăng năng lượng tích cực để đẩy lùi tà khí. Đá mắt mèo sẽ bảo vệ bạn khỏi những linh hồn bơ vơ những người luôn cố gắng hút năng lượng và cảm xúc tích cực của bạn. Thạch anh tím lại bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm khi đi du lịch. Một số loại gia phong thuy khác cũng có những tác dụng xua đuổi tà khí, mang vận may như ruby, thạch anh, đá sa phia màu xanh, đá mắt hổ, đá mặt trăng, đá mã não đen, ngọc lục bảo chấm năm. Dùng bùa hộ mệnh hay vật phẩm phong thủy. Bùa hộ mệnh là một cách tuyệt vời để mang may mắn cho bạn. Đó có thể là một chiếc dây chuyền phong thủy vòng tay phong thủy, bất ly thân của bạn. Một số những bảo bối phong thủy phổ biến nhất gồm chìa khóa, một chùm dây đeo chìa khóa đã được sử dụng để mang lại may mắn từ thời xưa. Đeo chùm ba chìa khóa sẽ giúp bạn mở cánh cửa của giàu có, sức khỏe và tình yêu. Linh vật phong thủy, bạn có thể để một linh vắt phong thủy noi bạn làm việc sẽ cực kỳ may mắn. Mỗi linh vật đại diện cho một khía cạnh trong cuộc sống, tiền bạc, danh vọng, tình yêu và sức khỏe chấm sáu làm việc thiện chấm một trong những bí quyết tốt nhất để thay đổi vận may của mình là làm việc thiện khi bạn cho đi thì sẽ có một ngày bạn nhận lại đây là một cách để trả cho bất kỳ các điều xấu mà bạn đã làm cho trong kiếp này hoặc trước đó tăng nghiệp của bạn bằng bí quyết khiến từ thiện giúp đỡ người già vô gia cư hoặc trẻ em mồ côi điều quan trọng là bạn làm những việc thiện với ước muốn chân thành mong giúp đỡ người khác từ tận trong tim trường hợp bạn chỉ thực hiện những việc thấp để mong may mắn trong cuộc sống của riêng mình thì cuối cùng sẽ chẳng đạt được điều gì hết tham gia vào những hoạt động từ thiện cũng sẽ giúp bạn nhận ra phổ biến điều. Một lúc nào đấy, bạn sẽ nhận ra mình được sinh ra lành lặn có các điều kiện ngày nay đã hơn hầu hết so với ba mảnh đời bất hạnh quan ta. Những người đang ngày đêm chống chọi mang bệnh tật hiểm nghèo, các em bé sinh ra đã mổ côi cha mẹ, những người già neo đơn khi tuổi xế chiều phẩy bảy, thanh lọc các luân xa với hoa tươi. Trong một số nền văn hóa châu Á, bảy luân xa xếp thành một cột thẳng từ gốc của cột sống lên đến đỉnh đầu. Các luân xa được cho là đem lại năng lượng cho cơ thể và có liên quan đến các phản ứng của cơ thể, tình cảm hay tâm lý của một người. Hoa tươi có thể được sử dụng để làm sạch bảy luân xa của bạn loại bỏ năng lượng tiêu cực và mời tài vận mới. Bạn sẽ cần ít nhất 7 loại hoa khác nhau với càng nhiều màu sắc khác nhau càng tốt, trừ màu trắng. Ngắt bỏ hết hơn cây và lá và chỉ cần để lại hoa. Cho hoa vào trong chậu nước ấm và dùng làm nước tắm. Nước thơm sẽ tiếp thêm luồng sinh khí mới cho tinh thần của bạn. Sau khi tắm xong, cẩn thận thu thập tất cả những bông hoa, đặt chúng trong một túi giấy và vứt bỏ. Hãy tưởng tượng những điều không may của bạn đang bị vứt đi cùng với những bông hoa chấm tám. Dọn nhà Sống trong một căn nhà bừa bộn có thể chặn năng lượng tích cực chảy vào và tạo ra những cảm xúc tiêu cực và kém may mắn. Hành động đơn giản này có thể mang đến cho bạn nguồn năng lượng mới và trao quyền cho bạn để thay đổi vận may của mình. Vứt bỏ tất cả những món đồ cũ không còn sử dụng. Quét sạch mạng nhện và bụi bẩn trong nhà hãy thử sắp xếp lại đồ nội thất của bạn để cải thiện dòng chảy của năng lượng sơn lại tường nhà để mang luồng gió mới cho không gian và cuộc sống của bạn khi dọn nhà có thể bật chút nhạc và mở cửa sổ để nắng và gió ùa vào điều này sẽ khuyến khích năng lượng tích cực để chảy vào không gian sống mới của bạn